rất nhiều nơi khổ đau tăm tối, nên lòng dân lắng đau thương oán hận trăm chiều. Bên dòng sông Am Bạch vẫn có một mình đứng, bao tài năng vang lừng danh nghìn năm hiếm thấy vì nước Thủy Chung. Triều đình xưa nhóm lộng quan chủ trương gian trá, mong lợi riêng quá tham lam khắc nghiệt dân lành. Tâm chẳng yên xin nhà vua xử bọn tham ác, nhưng buồn thay không thành công người xin cáo quan sông tuyết an cư. Nguyễn Bình Khiêm về quê sinh sống kinh cư sớm chiều, dòng tuyết giang mãi cuốn trôi ánh trăng khuya vẫn treo đầu non. Từng ngày qua lòng tràn dâng niềm đau xót nhân dân lầm than, từng án thơ người chém trong bạch vân gia huấn truyền đến mai sau. Nguyễn Bình Khiêm từng đem công sức chung hưng nước nhà, lòng sắt son người viết ra sấm tiên tri đến nay còn lưu. Một ngày kia khi được gọi, người đã dũng hướng cho Nguyễn Hoàng tạo nghiệp lớn với câu khuyên oanh sơn nhật đai vạn đại dung thân. Triều đình xưa nhóm lộng quan chủ trương gian trá, mong lợi riêng quá tham lam khắc nghiệt dân lành. Tâm chẳng yên xin nhà vua xử bọn tham ác, nhưng buồn thay không thành công người xin cáo quan sông tuyết an cư. Nguyễn Bình Khiêm về quê sinh sống kinh cư sớm chiều, dòng tuyết giang mãi cuốn trôi ánh trăng khuya vẫn treo đầu non. Từng ngày qua lòng tràn dâng niềm đau xót nhân dân lầm than, từng án thơ người chép trong bạch vân gia huấn truyền đến mai sau. Nguyễn Bình Khiêm từng đem công sức chung hưng nước nhà, lòng sắt son người viết ra sấm tiên tri đến nay còn lưu. Một ngày kia khi được gọi, người đã dũng hướng cho Nguyễn Hoàng tạo nghiệp lớn với câu khuyên oanh sơn nhật đai vạn đại dung thân. Bên dòng sông tháng ngày trôi thảo kinh biên sách, đem tình thương viết nên thơ kết lòng dân đời. Am Bạch Vân bao học sinh bái sư tôn kính, lưu truyền muôn nơi biệt danh tuyết giang phu tứ trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Bao đời sau nước Việt ta mở mang tâm trí, ghi vào tâm đấng cao mình đến tận muôn đời. Bao vần thơ dâng trời Nam tình thương cao ngất, không hề quên danh người xưa Bạch Vân cư sĩ tài đức. Oh.